Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với tin tức mới. Minh Hương rất hân hạnh khi được cùng các bạn chia sẻ những thông tin hấp dẫn nhất, thú vị nhất có trong ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu đến với nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi đến từ chúng mình nhé. Và ngay bây giờ, hãy cùng với mình theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hàng xóm tiết lộ sự thật về bà Phương Hằng. Ở Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng là nhân vật được rất nhiều người biết đến, đặc biệt sự nổi tiếng của người phụ nữ này ngày càng bành trướng sau những lần xuất hiện trên mạng xã hội, video được phát trực tuyến. Không chỉ được lòng dân mạng, bà Nguyễn Phương Hằng còn thu hút sự yêu mến từ hàng xóm, đặc biệt là khu vực đối diện với điểm du lịch 6.000 tỷ đồng ở Đại Nam. Một hàng xóm sống tại đây cho biết, gia đình bà Hằng giàu nứt đố đổ vách, toàn đi xe hơi vào thẳng nhà riêng nên ít thấy rõ mặt. Với vài lần được ngắm dung nhan của nữ đại gia, người hàng xóm này thổ lộ: "Bà đẹp chứ, đẹp vậy chồng mới mê, dễ gì ly dị." Với đúng ra người ở đây cũng biết chuyện bà làm từ thiện nhiều, cái đại nam to đùng này. Nghe kêu mua vé gì đó là cho quỹ mổ tim của ông bà, hai vợ chồng làm bao nhiêu Một người khác lại hài hước chia sẻ. Tụi mày nói bà đeo viên kim cương to bằng hột mít, xạo nha. Tao thấy bà đeo kim cương to nhưng cỡ hột trôm trôm à. Theo những người hàng xóm khác, bà Hằng có ngoại hình sắc xảo quyền uy hơn chồng nên lính bà, sợ bà một cây. Một người cho biết bà Hằng vốn hay làm từ thiện tặng quà cho các gia đình khó khăn quanh khu vực địa điểm du lịch Đại Nam, sở hữu nhiều công ty lớn với đa dạng lĩnh vực kinh doanh. Vợ chồng nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng rất giàu có. Ngoài căn biệt thự siêu to khổng lồ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, bà Phương Hằng và chồng còn sở hữu căn nhà rất lớn ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông tin từ phóng viên chỉ riêng cánh cửa chính của dinh thự này cũng rộng khoảng 40 đến 50 m, liên tục có những dòng xe hộp xịn sò trị giá hàng chục tỷ đồng ra vào. Biệt thự rộng trồng khá nhiều cây cối nên tạo không gian thoáng mát trong lành trong rất nhiều hình ảnh được bà phương hằng đăng tải trên mạng xã hội có thể thấy rằng nội thất bên trong các căn biệt thự thuộc gia đình giàu có này đều thể hiện đẳng cấp theo đó nội thất trang trí khá hài hòa theo phong cách phương tây sang trọng và lấy màu vàng gôn làm chủ đạo dẫu vậy bằng sự khéo léo trong tư duy thiết kế của chủ nhà căn biệt thự vẫn toát lên vẻ đẹp thuần việt ấm cúng dù là người thường xuyên đeo kim cương to bằng hột mít và đăng ảnh cá nhân lên trên mạng xã hội, nhưng bà Hằng lại ít khoe phòng riêng. Điều này khiến không ít người thắc mắc về phòng ngủ hoặc nơi trưng bày những viên kim cương đắt đỏ của nữ đại gia. Tại nhiều căn phòng, hình ảnh của bà Phương Hằng được treo khắp mọi nơi như một cách đánh dấu chủ quyền. Trước những chia sẻ từ hàng xóm của bà Nguyễn Phương Hằng, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé! Thông tin trên đã khép lại tin tức vừa được tổng hợp mới nhất của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ khi theo dõi video hãy để lại ý kiến đóng góp và suy nghĩ của bạn bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo